Yo, xin chào các bạn, thì hôm nay Thái Vũ sẽ review cho các bạn về cái đống huy chương này của Thái Vũ nha. Đó, trước hết là giải tài năng thể thao của ngôi sao fitness sinh viên. Đó, đây là hai huy chương vàng của hình thức nghệ thuật đó, cái này là thắng hình thức nghệ thuật quốc gia. Đó, còn cái này là huy chương vàng yoga Việt Nam. Còn cái này là huy chương hình thức nghệ thuật. Đó, còn cái này là tài năng fitness sinh viên. Đó, đây là đó, hai lần thắng giải tài năng. Còn kia là tất cả những huy chương của nhiều môn thể thao võ thuật bơi lội.